Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Việt Nam bác bỏ thông tin trên báo Trung Quốc về dân quân tự vệ biển có vũ trang. Việt Nam bác bỏ thông tin của tờ China Daily cho rằng Việt Nam đang xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên biển có vũ trang, khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật. Tờ China Daily gần đây đăng tải thông tin cho rằng các thuyền đánh cá Việt Nam có lực lượng dân quân tự vệ có trang bị vũ khí, cho rằng Việt Nam đang xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên biển và điều này có thể gây căng thẳng cho những tranh chấp hiện nay ở Biển Đông, khả năng cao dẫn đến các cuộc chạm trán. Tại họp báo thường kỳ ngày 20 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tuyên bố đây là thông tin không đúng sự thật và Việt Nam hoàn toàn bác bỏ. Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng an ninh hòa bình và tự vệ, hoạt động của các lực lượng chức năng Việt Nam tuyệt đối tuân theo pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp và duy trì khu vực Biển Đông hòa bình, ổn định, an ninh an toàn, hợp tác và phát triển phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Việt Nam kêu gọi các quốc gia trong và ngoài khu vực cùng đóng góp thiết thực và có trách nhiệm vào mục tiêu này, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định. Tại Hà Nội, Tết âm lịch là giai đoạn mà các khách sạn vào mùa cao điểm kinh doanh. Thế nhưng trái ngược với cảnh tấp nập đón Tết như mọi năm, các khách sạn hiện nay lại đang khá vắng vẻ, chỉ một vài nơi có khách. Mức giá phòng khách sạn 4 đến 5 sao trong dịp Tết âm lịch cũng vì thế mà giảm khá mạnh. Cụ thể, giá thuê phòng ở khách sạn Movenpick còn 1,8 triệu đồng một đêm, Metropole giảm còn 2,66 triệu đồng một đêm, Intercontinental giảm xuống còn 2,18 triệu đồng một đêm. Theo đại diện nhiều khách sạn, sau khi mở cửa hoạt động được mấy tháng, thì hiện nay các khách sạn lại có nguy cơ phải đóng cửa tiếp vì không có khách, mặc dù giá phòng đã giảm hơn một nửa so với giá niêm yết. Theo báo cáo thị trường khách sạn của Savins Việt Nam, sự giảm mạnh cả về công suất thuê phòng và mức giá phòng trung bình một ngày. Ước tính doanh thu phòng tại một số khu vực sẽ giảm gần 70%. Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra vào tối qua 19 tháng 1 tại chợ Chùa, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, khiến cho 3 kiosk kinh doanh trong chợ bị thiêu rụi. Vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận thông tin có vụ cháy xảy ra tại chợ Chùa, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, nên đã huy động 2 xe cứu hỏa cùng 13 cán bộ chiến sĩ tới ứng cứu. Sau ít phút, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, khói đen đã bao trùm khu vực chợ Chùa. Người dân địa phương dù nỗ lực chữa cháy, nhưng vì lửa lớn, khói đen nhiều và cửa của các kiosk đều khóa kín nên không thể dập lửa. Lực lượng chữa cháy đã phải dùng các thiết bị, dụng cụ để phá cửa các kiosk bị cháy, rồi phun nước dập lửa và triển khai các biện pháp ngăn đám cháy lan rộng. Tới khoảng 20 giờ 30 phút, đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn hàng hóa trong 3 kiosk, bao gồm có 1 kiosk kinh doanh quần áo, 2 kiosk kinh doanh chăn ga gối đệm đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Thưa quý vị, phụ thuộc vào cửa khẩu của Trung Quốc, điệp khúc không thông quan, đóng cửa khẩu biên giới lặp đi lặp lại và khiến cho thanh long của Việt Nam đang bấp bênh với giá bán tụt thê thảm. Tại Bình Thuận, Tiền Giang và Long An là 3 tỉnh có diện tích trồng thanh long lớn nhất trên cả nước. Theo tính toán của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận, sản lượng thanh long thu hoạch trong tháng 1, 2 và 3 của năm 2022 của tỉnh là khoảng 351.700 tấn. Sản lượng lớn này lại đang là áp lực tiêu thụ cho người trồng khi mà gần 80% đầu ra thanh long phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Nhưng các cửa khẩu phía Bắc hiện nay đang bị ách tắc tạm ngừng thông quan, còn tiêu thụ trong nước lại không xuể. Chính vì thế mà giá bán thanh long tại vườn đang giảm rất mạnh. Trước khó khăn này, tỉnh Bình Thuận, Tiền Giang và Long An đã đề ra nhiều giải pháp để hỗ trợ tiêu thụ cho bà con nông dân thông qua các hệ thống phân phối tiêu thụ trong nước, nhưng mới chỉ là những giải pháp trước mắt. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, tốc độ xây dựng của Phú Quốc tăng nhanh và cùng với đó là nhu cầu đất cát san lấp và xây dựng cũng tăng cao. Lượng cát được vận chuyển từ đất liền ra đảo không đáp ứng đủ nhu cầu xây dựng. Do nhu cầu của thị trường nên một số cá nhân tổ chức đã bất chấp khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, thậm chí còn trộm cắp để đem bán. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC. Đây là khu vực bãi biển của dự án Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, thuộc ấp Đường Bào, xã Sương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Đây là những chốt cảnh giới của các đối tượng cát tặc. Từng đoàn xe tải nối đuôi nhau vận chuyển cát đi tiêu thụ. Hoạt động trộm cát diễn ra công khai. Những chiếc máy xúc công suất lớn vẫn đang miệt mài xúc trộm. Theo thông tin của phóng viên, những phương tiện tham gia múc trộm và vận chuyển đều có một đặc điểm nhận dạng là gắn đèn LED xung quanh xe. Hàng năm, Công an thành phố Quốc đều có xây dựng và thành lập một cái chuyên đề, một kế hoạch về đấu tranh phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, rồi tội phạm trên lĩnh vực bao chiếm, rồi lấn đất, chiếm đất, rồi bảo kê đất trái phép, vân vân. Trong đó là có nội dung sâu sắc là trên lĩnh vực môi trường và khai thác, vận chuyển, khoáng sản trái phép. Thành lập một chuyên đề và huy động các lực lượng, bao gồm lực lượng Công an thành phố Phú Quốc chủ công, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của tỉnh, rồi phối hợp với cái tiểu đoàn cơ động của Bộ Công an cùng Công an cơ sở là lập các chốt chặn, rồi thành lập các cái điểm để tập trung tuần tra, kiểm tra, xử lý quyết liệt trên lĩnh vực này. Thì nhìn chung trên cơ bản là mình làm rất là tốt, rất là triệt để. Tuy nhiên mà để 100% thì mình vẫn chưa đạt được. Các dự án, công trường đang gấp rút thi công. Nhu cầu về đất cát san lấp và xây dựng là rất lớn. Trước đây nguồn cát theo đường tiểu ngạch từ Campuchia được vận chuyển về Phú Quốc đáp ứng một phần nhu cầu xây dựng. Khoảng 5 năm trở lại đây, nguồn cát sỏi này đã không còn. Lợi nhuận từ việc khai thác trái phép, múc trộn đem bán là rất lớn, nên các đối tượng đã bất chấp các quy định. Việc xử phạt hành chính, tịch thu phương tiện, thậm chí xử lý hình sự cũng không triệt để. 21 này thì lực lượng Công an Quốc đã đấu tranh rất là quyết liệt. Cụ thể là đã khởi tố 2 vụ bắt 1 đối tượng trên lĩnh vực môi trường về cái hành vi hủy hoại rừng, để nhằm mục đích là dần tới là để mà khai thác khoáng sản trái phép. Thứ hai nữa là cũng tiến hành kiểm tra, bắt lập biên bản xử lý là 116 vụ, 135 đối tượng, tạm giữ là 86 xe ô tô tải và 40 xe cuốc, gần 8 máy bơm cát các loại để mình tập trung xử lý. Thì tính tạm giữ thêm là gần 1.592 khối đất cát đá các loại. Một lượng lớn tài nguyên khoáng sản đang bị khai thác trái phép, trộm cắp hàng ngày với quy mô ngày một lớn, thủ đoạn ngày một táo tợn. Đây không phải những hố bom, hố mìn, mà đây là hệ quả của những trận oanh tạc ngày đêm của cát tặc. Môi trường bị tàn phá, tài nguyên bị bòn rút, hòn đảo Phú Quốc đang dần bị biến dạng mỗi ngày.